tông tận năng đã bỏ mà hai nhưng không chạm vào đầm tiệt đấy phù thông mà đan nơp đài cô quạt ở cầm phong tạm miên tây phú nó cứ quạt tông chờ mình tên ba này ngồi ở nơp đài quạt miên ở tây phú nó cầm ở papua từ đào cốt hay cầm ở papua cùng quạt đang cho nơp đài quạt sầm rán hai ta quạt nơi tại tông mà hai đó đá rồi có rập trăm đã bỏ mà hai đã bỏ quạt nó nhàng mạch đài được không ba năng cái đó sầm rán thay năng đã bỏ mà hai đã bỏ miệt đà năng cứ bắt đầu năng lực cô ca bay sầm khăn tam cô ca chia sẻ cứ thả cô ca thì mới cứ trời nhầm mà há đấy cho ăn lỏ cho bàn bàn cho ăn lỏ nè thì pi cứ à ha ta nắng cứ nhắm chia ha để miên là nà mày lỏ chẳng ăn hay ăn miên là nà mày hay thì bấy cứ trời nhầm mà hai bàn cột một cứ lên tôm đôi cà pi cà pi thế cứ trời nhầm cột một tầng ó hay cột chấm nồi thì cột một tầng ó rôm tiền đôi chia protein rồi chia sạch bình lại lại chớ cứ nhâm mọi bạn cột mốc đam bay luôn quật đó à ha tao nói cho rôm không gặp lực tật đỏ đam bay thành trăm cồn chắc á hay à ha đại chui ao sờ bô tật đỏ năng miên đôi chia là hong đôi chia đầm lồng bà răng đôi chia bà lại bài to đôi chia cà rốt in tầng ngọt nắng cứ quật kê chụp rồi nhảy quật nhâm mà ha tao nắng đam bay quật sờ bô tật đỏ cho thành trăm cồn bàn lò bà hay quật cô tại nhà tắc cái bàn chân ăn phụ cái này quật xót chết tắc vì ai bắt bò tận tiền khôn quật tiền tiền ruộng đại bà quật bài cô này tắc đó ha chẳng khi này nó mà quật nhằm tắc và hai một ngày phụ muối tự đập kèo phụ muối tự đập cái và trong nó có màn lít đá nó cũng cất tử cất tới hai pi lít bà và hai một ngày pi lít tới pi lít chuyển bà nè chẳng có tay nhằm tắc ở chân tích hai cô chỉ viếng à ha mà chờ nuốt đã ai bắt bò để chia sổ rá chà chắc bà con vài con này tắt đó cứ thử chia viên cà phê nâng sả và của nâng ai bắt bò tắt đó thì rụt bà xin chỉ còn vài con này tắt đó chà chà và những bắt đầu lời cô ca tặng bài giá nâng cứ tìm mối chìa hai chân chậm ăn chân lõ thì bị miền nào mày lõ thì chị bấy cứ nhâm mà cục con lên tóm được bị bồn thiệt hại tại hà lấy ấy nên nó cũng ai cái nào quật về quật tầm muốn nó cứ quật tôm hơi mệt tan quật chim rồi đó tầm phân tích không cầm rất là mau cả na hà lăng phê cầm mình lo sẽ mẹ sọc cái phe bao mệt đái sẽ mẹ cái phe bao quật